Bắt đầu. Dạ, em xin phép các sát cho em vài phút để chia sẻ vì sao em lại có thể tìm ra một cái phương pháp đặc biệt như thế này ạ. Các sát nhìn đây là những bức tranh do em chính là người vẽ bức tranh này. Và trong quá trình vẽ thì em hiểu rằng em xin lỗi. Và trong quá trình vẽ thì em hiểu rằng màu sắc nó kích hoạt não bộ như thế nào từ những trải nghiệm thực tế của mình. Còn đây là những quyển sách do em viết, một quyển dành cho bố mẹ trong việc giáo dục trẻ em bởi vì em có trên 20 năm trực tiếp đào tạo trẻ em, và một quyển dành cho các business về cái kỹ năng thuyết trình trên sân khấu làm sao một cách đầy tự tin. Em là người được học nhiều và cũng là người đi đào tạo nhiều, vì vậy em hiểu được tâm lý của người học cũng như tâm lý của người dạy. Nhưng mà chưa dừng lại ở đó. Từ thời sinh viên em đã biên đạo cho rất nhiều công ty tập đoàn bởi vì em tốt nghiệp trường múa. Vì vậy em rất am hiểu về ngôn ngữ hình thể, làm sao giúp cho mọi người thoải mái và nhớ bài. Nhưng mà chưa dừng lại ở đó. Thì em có khả năng chơi piano và em có khả năng sáng tác. Em sáng tác gần 100 bài hát chỉ để học tiếng Anh bởi vì em hiểu rằng âm nhạc kích hoạt não bộ như thế nào và dễ dàng nhớ như thế nào và não bộ chúng ta thích đón nhận những điều gì. Để ai cũng đạt hiệu quả. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó. Ngày xưa hoặc là một cái kỷ niệm nào đó, nó đều có nguyên do của nó. Nhưng chưa dừng lại ở đó. Em đi hơn 20 nước để em nghiên cứu về con người, về văn hóa, về giáo dục. Em sống ở Mỹ một thời gian, em qua Anh, qua Pháp, qua Úc, qua nhiều đất nước để em hiểu rằng văn hóa như thế nào, để tại sao tạo nên những con người như thế này, họ biết điều này. Và em muốn tìm nghiên cứu rõ vì sao chúng ta là như thế và chúng ta dễ dàng học như thế nào. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó. Với tất cả những giáo viên bản xứ đến từ Anh, Úc, Mỹ, Pháp, Canada, rất nhiều nước, em muốn hiểu rằng họ dạy cái gì và họ dạy như thế nào để có hiệu quả, hay là có một cái vấn đề nào đó. Thì em muốn phát hiện ra những điều rất là thú vị. Không phải người nước ngoài nào cũng dạy tiếng Anh tốt. Các sếp có đồng ý với điều đó không? Và chưa dừng lại ở đó thì các sếp. Em ơi, sorry, chị mất kiên nhẫn rồi. Quá nhiều. Tôi không phủ nhận về cái điều này vì cái lý thuyết là đã mặc định đúng. Chỉ có điều là cái phương pháp bạn nó uốc hay không, và uốc hay không nó thể hiện ở cái chuyện là bạn có bao nhiêu học viên và doanh thu bao nhiêu. Vậy chúng tôi cần nhìn đến quan điểm của tôi đó. Tại sao bạn mới có 50 học viên trong một năm mà bạn lên đây gọi 5 tỷ cho 25%, tức là giá trị doanh nghiệp tới bao nhiêu, 15 tỷ? Dạ. Free money. Dạ thưa các sát, bởi vì khi mà em tìm ra một phương pháp, nó mất rất nhiều thời gian công sức và em hiểu về thị trường. Khi điều đó, nếu mà em bắt đầu... Bạn trả lời thẳng câu hỏi của tôi, bạn rất lan man, bởi vì câu hỏi của tôi là có bao nhiêu học viên, có bao nhiêu tiền? Dạ, có 50 học viên và một khóa của em là 10 triệu 3 tháng học online ạ. Tức là bán được 50 khóa rồi đúng không? Dạ đúng ạ. Tức là bán được 500 triệu? Dạ đúng ạ. 500 triệu học online? Dạ đúng ạ. Một mình bạn tự dạy? Dạ không. Có giảng viên khác? Dạ có. Mỗi trả cho mỗi giảng viên bao tiền? Nó lỗ lãi nào? Dạ tùy vào cái thời gian của giảng viên đó. 10 triệu đó thì bạn chi phí mất bao nhiêu? 200 ngàn một buổi ạ. 10 triệu đấy thì bạn cái phần bạn thu về là bao nhiêu? Dạ tổng một năm em lời khoảng 300 triệu. Với những cái doanh số, với những cái phương án mà em đưa ra phương pháp như vậy thì chị cảm thấy nó còn quá là mông lung. Và với từ chữ cảm nhận của em, chưa có trải nghiệm, chưa có thẩm định. Cho nên vì thế phải rất là xin lỗi em. Mặc dù thích em nhưng mà chị cũng không thể đầu tư cho em. Nhưng có thể em sẽ có cơ hội để chị làm chuột bạch cho em ở bên ngoài chương trình. Chúc mừng em. Dạ em rất là cảm ơn Sắc Liên. Giống như từ đầu xin... À cho em được tặng sách các sát. Dù cho các sát có đầu tư hay không thì em vẫn muốn được tặng những quyển sách em viết. Em nghĩ sau khi nếu có cơ hội... Thôi bây giờ em để các sát chốt đi, tặng sau. Dạ. A few moments later. Không phải bây giờ mà từ rất lâu rồi con người đã phát hiện ra cái đó rồi. Và giáo dục đã sử dụng rất nhiều các công cụ như vậy để làm sao tăng cường cái sự ghi nhớ và đi thẳng vào não bộ. Và bây giờ thì thậm chí người ta đang bắt đầu nghĩ ra những cái, không phải nói đùa đâu, cái chuyện USB đâu, bằng những cái mũ để nó kích hoạt não, để chụp vào cái mũ đấy vào, và khi chúng ta học rất là nhanh. Sao để hiểu được rút cái, đi mình.
cái phương pháp của bạn đây. Nó giáo trình của bạn như thế nào, cái cách mà bạn uốc nó ra làm sao và kết quả như thế nào, thì tất cả những cái này rất là mông lung thì nó quá phức tạp để có thể hiểu được. Tôi thì tất nhiên là còn nếu mà không đầu tư thì chắc chắn là cũng sẽ có quà đấy, còn nếu mà có đầu tư thì tất nhiên là có tiền. Hôm nay qua bài thuyết trình của em ấy thì em làm tôi cảm thấy là một, tức là tôi em làm cho tôi cảm thấy, tự cảm thấy mình là một người bạn. Bởi vì là trong, bởi vì tôi đã bán cái có thể nói 60 phút vừa qua của tôi mà tôi với một cái giá có thể nói là bằng không, tức là hoặc là thậm chí còn bằng âm. Vì trong cái bài trong cái thời gian vừa rồi tôi thấy em nói rất nhiều thứ, nhưng mà đối với tôi, xin lỗi, tôi cảm thấy rất là sáo rỗng, có nhiều nội dung phi lý, đi mây về gió, và chính vì vậy nên làm cho tôi thấy rất là tiếc cái quãng thời gian một tiếng vừa qua của tôi. Đã. Và vừa nãy là tôi còn định là lên cái Golden Ticket để tôi lấy một cái vé để loại tất cả các sắc này ra để cho tôi được tiết kiệm thời gian. Đã. Bỏ 100 triệu để mua được cái thời gian của mình đấy. Tức là gọi là âm tiền đấy. Tức là tôi rất thích được ngồi đàm đạo uống trà, hao cô cha của Sắc Hưng, ngồi với bạn cả đêm. Chúng ta ngồi nói chuyện về nghệ thuật, về âm nhạc, về hội họa. Nhưng tôi sẽ không muốn dành bất kỳ một phút nào để nói chuyện với bạn về kinh doanh. Đúng không ạ? Và chính vì vậy nên là thôi thì bây giờ bạn đã tặng cho tôi một cuốn sách liên quan đến gọi thuyết trình như bản tình ca, tức là một cuốn sách về nghệ thuật. Tôi xin tặng lại bạn một quyển sách mà tôi vừa mới viết, chuyên dành cho các bạn gọi là khởi nghiệp startup, học từ 0 đến 1 ấy. Gọi là cuốn sách là Long Mạch này. Và rất mong là bạn về bạn đọc lại cuốn sách này để làm gì ạ? Để học lại cách khởi nghiệp đi. Sau đó thì chúng ta sẽ có thể tôi nghĩ là tất nhiên là học khởi nghiệp thì nó không nhanh được như là học theo phương pháp của bạn là chỉ gần một buổi mà có thể là thuyết trình được giỏi đâu. Chắc phải học 2-3 năm nữa. Và 2-3 năm nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau. Và tôi sẽ không đầu tư.